Hỏi đáp bảo trợ tài chánh. Sau khi hồ sơ của quý vị được Sở Di trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển qua Trung tâm Chiếu kháng Quốc gia NVC. NVC sẽ gửi thư yêu cầu quý vị làm bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết để nộp cho NVC. Hồ sơ NVC yêu cầu bao gồm những gì? Giấy tờ yêu cầu: đối với người bảo lãnh, một bản sao thuế liên bang hoặc thuế IRS transcript năm gần nhất với thu nhập đủ theo hướng dẫn hàng năm của Sở Di trú, một bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh nếu làm chủ, một bản sao hộ chiếu hoặc thẻ xanh, một giấy tự xác nhận thu nhập nếu làm nghề tự do, một bản sao ly hôn hoặc chứng tử của hôn nhân trước nếu có. Đối với người được bảo lãnh, một bản sao khai sanh, một bản sao hôn thú, một bản sao ly hôn hoặc giấy chứng tử nếu có, một hộ chiếu photocopy, một tấm hình 5x5, phiếu lý lịch tư pháp số 2, phiếu lý lịch tư pháp ở nước ngoài nếu có. Nếu có con đi kèm thì nộp các giấy tờ của con như hộ chiếu, khai sinh và giấy cam kết cho con đi qua Mỹ. Tôi thất nghiệp thì có thể bảo trợ cho vợ tôi sang Mỹ được không? Nếu bạn không có thu nhập, bạn có thể nhờ người đồng bảo trợ để bảo trợ tài chánh cho vợ hoặc chồng của bạn. Khi nộp hồ sơ vào NVC, sau bao lâu có thư mời? Sau khi upload hồ sơ lên website của NVC, NVC sẽ xét hồ sơ khoảng từ 1 đến 3 tháng. Nếu tất cả hồ sơ được chấp nhận, không yêu cầu bổ sung, NVC sẽ gửi cho bạn thông báo hồ sơ đã hoàn tất. Kể từ khi nhận được thông báo cho đến khi nhận thư mời phỏng vấn, khoảng 1 đến 3 tháng. Có yêu cầu gì cho người đồng bảo trợ tài chánh không? Người đồng bảo trợ cần chứng minh được có thu nhập đủ để bảo trợ và phải là người đang sống và làm việc tại nước Mỹ hoặc lãnh tiền lương hưu ổn định. Người đồng bảo trợ cần phải nộp những giấy tờ gì? Một bản sao thuế liên bang hoặc thuế IRS transcript năm gần nhất với thu nhập đủ theo hướng dẫn hàng năm của Sở Di trú, một bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh nếu làm chủ, một bản sao hộ chiếu hoặc thẻ xanh, một giấy tự xác nhận thu nhập nếu làm nghề tự do, một copy ID. Lệ phí khi nộp hồ sơ vào NVC là bao nhiêu? Phí xét bảo trợ tài chánh cho người bảo lãnh là 120 đô, phí visa cho người được bảo lãnh là 325 đô một người. Thường trú nhân có thể đồng bảo trợ tài chánh được không? Thường trú nhân vẫn có thể đồng bảo trợ tài chánh bình thường. Tôi là người bảo lãnh chính vợ tôi, nhưng tôi đang sống và làm việc tại Việt Nam thì có được bảo trợ chính không? Với điều kiện thu nhập trên thuế Mỹ năm gần nhất đủ bảo trợ và bạn có các giấy tờ chứng minh sẽ quay trở lại Mỹ sống và làm việc sau khi vợ có visa, như là giấy offer của làm việc của hãng Mỹ, hợp đồng thuê nhà, mua nhà bên Mỹ, giấy phép kinh doanh bên Mỹ, đơn cam kết, v.v. Trường hợp không đủ điều kiện thì tìm người đồng bảo trợ. Để được tư vấn miễn phí xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118.